xem bên trong nhà hàng của Sanrimas du thuyền của Mỹ Hưng có những món gì đặc biệt. Ở đây chúng ta sẽ có món Việt Nam, giá cũng không mắc, vừa túi tiền. Ở đây có món ăn của người Tây nữa nè. Cái giá cũng không có mắc nha các bạn. Burger. Ở đây burger cũng có. Salad. Salad. Ăn tối. Này là món ăn trưa và món tối. Cơm Malaysia. Cơm phải không? Này món của Malaysia, Singapore. Coi như đủ Thailand. Đủ các nước đúng không? Nước Asia, nào cũng Asia. Có coi như của châu Á luôn. Đầy đủ. Mì Ý nè. Ở đây có món mì Ý nữa. Ở đây cũng rất là đa dạng. Để xem hồi nãy mình có order món tôm rang muối nè, rồi mì đi phun mì, để lát xem món ăn có ngon không, có vừa ăn không. Ở đây có hàu sữa, này là ăn nhẹ, ăn nhẹ. Ok, đồ ăn rồi. Xin đi ăn thử thấy ngon không con? Okay. Ngon không? Ok. Ở đây bao nhiêu lon bia vậy ông xã? Ở đây 39.000 một lon. Ông sẽ thử coi mì ngon không? You pick all the chili, because I'm the chili king. See? The chili king. Oh, the prawn is here. Pick the video of the prawn. Tôm tới rồi. Yeah, I'm gonna try the food here. This one is very good. See? Not hot. No, you need the prawn also. Okay, let me try. Sắc y phu mì Hong Kong style. So sweet. Wow. I've never tried before. So nice. Better than the Ocean Palace. Ông sẽ thử tôm cho ngon không? Let me try. The garlic, fried garlic. You want to try? Let me try it.
Ngon phải không? Ngon giòn. Giòn phải không? Không. Very good. Very good. Very good. Con ăn mì thử coi ngon không xin đi. Ăn. 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 Nóng. Trust me. Ngon không Titi? Ti ơi, ngon không con? Đây là cô là cái gì? Hả? Xin mà mình, nhanh mà mình cái vừa. Ngon không? Đây là bên trong của nhà hàng. Ở đây có cái phòng rất là riêng tư. Được không? Đây là quang cảnh bên ngoài của nhà hàng. Để Richie sẽ đi lên tầng cao nhất. Richie quay từ trên xuống cho các anh chị, các cô chú xem. Để đi lên sân thượng, mình sẽ đi bằng thang máy lên. Ok, tới rồi. Ở đây là sân thượng. Ở trên sân thượng này nhà hàng sử dụng cho khách có nhu cầu đặt tiệc hay là tổ chức lễ hội gì đó. Mình sẽ quay xung quanh cho các cô chú và anh chị xem. Con đừng đi xa quá nha. Đây, quang cảnh ở trên nhìn xuống. Còn bên đây là bên hông mé bên kia của nhà hàng. Ở bên đây có cái công viên đẹp, để cho những quý vị nào mà thích buổi chiều đi tản bộ, đi tập thể dục. Ở nhà hàng có cái sân rất là thoải mái thoáng. Quý vị và các bạn nào mà thích ngồi đây uống buổi chiều rồi hóng gió thì chỗ này rất là lý tưởng. Hãy subscribe cho.
có bờ sông để hóng gió nữa. Nói chung là khách sạn nhà hàng này rất là thoải mái, món ăn thì cũng rất là ngon đa dạng mà cũng vừa túi tiền nữa. Ở đây là mình từ ở dưới mình nhìn lên cái nhà hàng, nhà hàng thiết kế giống như là chiếc thuyền vậy. Ở Phú Mỹ Hưng nhà hàng này là mới mở. Nếu mà quý vị và các bạn nào mà gia đình có em bé buổi chiều rất là lý tưởng, ra đây uống bia rồi cho mấy bé chạy xe đạp ở đây. Ở đây cũng có cái lều để cho hình như là để đặt tiệc ngoài trời nếu mà mình có yêu cầu, hay một lều, hai lều. Richie sẽ dừng video tại đây. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Ok, bye bye. Bye.